3883 Thản nhiên chịu chết Mộ Dung Nguyệt một thân áo bào đen, mang khăn che mặt màu đen, đứng ở bờ lạc thủy, mắt nhìn phía chân trời, nói, hình thiên ma tôn quả nhiên không có dự đoán sai, diệt thế chi kiếp thật hàng lâm, phía sau nàng xuất hiện một cánh cửa không gian hình tròn màu tím sậm, mà khí mênh mông phóng thích ra ngoài, đem lãnh thổ quốc gia mấy trăm vạn dặm bao gồm lạc thủy trong nháy mắt lôi kéo tiến vào thần cảnh thế giới. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất đi Vương Sơn, đối mặt thiên tôn cấp hủy diệt phong bảo. Có lẽ chỉ có Vương Sơn phòng ngự trận pháp, cùng Vương Sơn chỗ sâu thiên tôn mộ thủy tổ dư uy. Có thể ngăn cản một hai. Đông vực mênh mông, dù là hủy diệt phong bạo lấy tốc độ ánh sáng lan tràn. Lấy thần linh tốc độ phản ứng, tại một ít địa vực khá xa, là có thể phóng thích ra thần cảnh thế giới mang đi một bộ phận trên cương thổ sinh linh. Nhưng, những thần linh này có thể hay không ngăn trở thiên tôn cấp hủy diệt phong bạo dư ba. Có thể hay không chạy ra dư ba phạm vi công kích. Thì là một ẩn số. Sau khi thần nguyên tự bảo, tam cung 72 viện của lưỡng nghi tông, đều bị bụi đất xám xịt che giấu. Rào, trong bụi đất, một tòa tháp cao 18 tầng to lớn bay ra, thẳng hướng thiên khung hộ giới thần trận mà đi, kiếm các hiện tung rồi một vị cổ chi điện chủ giống như vượn, lông trắng dài gần một thước, thân thể nhanh chóng bành trướng, vươn ra một bàn tay to thông thiên đi bắt kiếm các. Thần ba công chúa đứng ở kiếm các ngoài cửa tháp tầng thứ nhất. Một thân áo bào tím, búi tóc cài châm gỗ, cầm trong tay một cây thần trượng, đem tinh thần lực thúc dục đến cực hạn, khiến cho trận pháp minh văn mà thái thượng khắc họa trên kiếm các trở nên vô cùng trói lọi. Tốc độ tăng nhiều tránh đi lực thu nạp không gian trong lòng bàn tay vị điện chủ cổ đại kia. Sau khi kế thừa thần tâm của mộ dung bất hoặc tàn hồn, tinh thần lực của thần ba công chúa sớm đã đạt tới trình độ nhất niệm định càn khôn. Có tinh thần lực thần tôn như nàng tọa chấn côn lôn giới, mới có thể đem trận pháp thái thượng bố trí, phát huy đến một tầng độ nhất định, kiếm các là trận nhãn hộ giới thần trận, ở trong không gian không ngừng nhảy nhót, tránh né không gian thần điện cổ chi điện chủ trấn áp. Đồng thời trên tháp trận pháp minh văn, cùng hộ giới thần trận chặt chẽ tương liên, từng bước một đem hộ giới thần trận kích hoạt, thần bà công chúa lạnh lùng nói, các ngươi đừng càn rỡ, đợi hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, các ngươi một người cũng trốn không thoát, lời còn chưa dứt, thần bà công chúa đã dơ cao thần trường, dẫn lực hộ giới thần trận vẫn chưa viên mãn, hạ xuống một chùm tia lôi điện, đánh lui một vị điện chủ đuổi sát phía sau, vị kia cổ chi điện chủ, toàn thân trở nên cháy đen bốc khói nghi ngút bên ngoài da thịt cùng huyết nhục hóa thành cho bụi hộ giới thần trận ẩn chứa không chỉ là trận pháp lực lượng còn có côn lôn giới chúng sinh lực lượng càng là thông qua trận pháp nối liền núi non sông ngòi thánh sơn thần mạch thương hải cổ thành từ đó điều động lực lượng bản thân đại thế giới cũng có thể nối liền mạch vũ trụ thiên ngoại quần tinh dẫn lực lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng đây chính là nguyên nhân không ai dám dễ dàng xâm nhập vào nội bộ côn lôn giới muốn vào diệt nội giới, phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết ở côn luân giới. Trừ phi có 10 phần nắm chắc, có thể bảo đảm mình có thể trước khi hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, phá hư hộ giới thần trận, hoặc là hủy diệt toàn bộ đại thế giới. Bá, 72 phẩm liên đạp phá không gian, xuất hiện ở phía trước kiếm các, trên người khí thế thần uy, làm cho trong thiên địa trận pháp minh văn đều lâm vào hỗn loạn. Thản nhiên nói, đối mặt với ta, dù là hoa ảnh thương nhiệt tự mình tọa chấn côn lôn giới. Còn không dám có tự tin như vậy, dựa vào một tòa trận pháp, liền cho rằng thiên hạ vô địch, vạn tượng vô hình, cánh tay phải nàng nâng lên, nằm ngón tay hướng hư không ấn ra, kiếm các bị định ở trong không gian, với tinh thần lực của thần ba công chúa, cả người cũng không thể động đậy, thậm chí, ngay cả tinh thần lực cũng giống như ngưng kết, không cách nào điều khiển, không cách nào thúc giục, không cách nào vận dụng. Minh văn trận pháp thái thượng bố trí bên ngoài kiếm các bị vạn tượng vô hình lực nhanh chóng tiêu diệt. Bỗng dưng, 72 phẩm liên sinh ra cảm giác cực độ nguy hiểm. Về phía sau bạo lui ra ngoài. Bá, cổ lạnh lẽo, một đạo huyết quang, ở trước mắt nàng chảy ra. Cổ của nàng, bị ma tổ tử ngọ Việt chặt đứt một nửa. Thần huyết không ngừng chảy ra. Nhuộm đỏ bạch y, như hoa mai giống như diễm lệ. Cái diệt tàn ảnh mơ hồ, cầm lấy ma tổ tử ngọ Việt đánh ra kích thứ hai, 72 phẩm liên sau khi định lại thân hình, hai tay đón đánh, hóa thành ngàn vạn đạo thủ ảnh, trực tiếp chạm vào ma tổ tử ngọ Việt, thình thịch, không biết giao thủ bao nhiêu kích, hai người bay ra ngoài. 72 phẩm liên ngón tay tại cổ vết thương chỗ vuốt ve mà qua. Vết thương tự động khép lại, bình tĩnh tự nhiên nói, khó trách Côn Luân giới cường giả dám toàn bộ ra ngoài. Nguyên lai like là để cho ngươi tại Côn Luân giới phục kích ta. Nhưng cái gọi là trí thượng chủ, cũng không gì hơn cái này nha. Cái diệt cười to, đã là thủy tổ chi nữ, lại được trường sinh bất tử giả chân truyền tu thành vạn tượng vô hình lực. Nhưng, bổn tọa cũng không cảm thấy mạnh tới chỗ nào, so với năm đó thiên ma kém thật lớn một đoạn đâu. Cái diệt ẩn núp ở kiếm cát, chính là đang ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị một kích bất ngờ định thắng bại, chém xuống đầu 72 phẩm liên, chỉ cần đầu thân chia lìa, không cho nàng cơ hội đoàn tụ thần thể chiến lực tất nhiên giảm xuống nghiêm trọng. Nhưng, 72 phẩm liên ở thời gian cùng không gian thượng trình độ cao thâm khó lường. Đem cái diệt lôi đình một kích tránh đi một nửa. Chiến lực của nàng thật đáng sợ. Tay không tiếp nhận công kích tiếp theo của cái diệt. Khiến cho trận phục kích này trở nên thất bại trong gang tắc. Trong số các cố nhân mà cái diệt biết. Chỉ có thiên ma thời kỳ thiên tôn năm đó có thể thắng 72 phẩm liên một bậc. Cái diệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kiếm các bay lên trời biến mất trong hộ giới thần trận, nói, hộ giới thần trận, sắp mở ra, ngoại trừ kiếm các, côn luân giới còn có 5 căn cơ trận pháp trọng yếu. Thiên Ma Sơn, Thông Thiên Thần Điện, Bàn Đào Thủ, Long Thần Điện, Trung ương Hoàng Thành, Si Hình Thiên và Dạ Xoa bắt dực Long đứng trên đỉnh Thiên Ma Sơn. Thần Cổ Sào Tam Đại Trưởng Lão Cùng Trì Giao, phân biệt từ Thông Thiên Thần Điện, Bàn Thụ Đào, Long Thần Điện, Trung ương Hoàng Thành đi ra. 72 phẩm liên có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ. Đương nhiên hiểu được côn lôn giới chuẩn bị đầy đủ. Nói, đây là thỉnh quân nhập hũ sao? Đáng tiếc, chỉ bằng côn luân giới một cái hũ đã rách nát không chịu nổi. Lưu không được thiên tôn cấp, chỉ biết nghênh đón kết cục hủy diệt. Kiếp thiên sinh ra cảm ứng, nhìn về phía tinh không? Nói, côn luân giới đã xảy ra chuyện. Đây chính là chuyện trong dự liệu. Tinh vực truyền tống trận đã bố trí tổ phụ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kiếp thiên nói nếu hắn chạy về có lẽ mới là chính trung hạ hoài thiên cốt nữ đế cũng sinh ra cảm ứng nói đông vực hủy diệt kiếp thiên lại có thể bình tĩnh như thế cũng đã trải qua một đại kiếp nạn nguyên hội trước còn có cái gì không thể thừa nhận trận chiến năm đó so với hôm nay tử thương thảm trọng hơn mấy lần mặc kệ côn luân giới nguy cơ trước mắt mới càng đáng sợ kiếp thiên hàm răng đều nhanh cắn nát mới nói ra một phen bình tĩnh như vậy. trầm giọng nói, lại bắt đầu dị động. Đồ chết tiệt, ầm ầm, phía dưới cửu trọng thiên vũ. Trong thủy tổ giới của nho tổ đệ nhị, hắc ám chi lực không ngừng tản ra. Đánh sâu vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Trương Nhược Trần đứng bên trong tu la chiến hồn hải. Đương nhiên cảm ứng được một ít tình huống của côn lôn giới. Ánh mắt trở nên băng liệt, mà lại thâm trầm, nhưng, đúng như lời kiếp thiên nói bọn họ hiện tại cái gì cũng không làm được, chạy về cũng đã muộn, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất, làm chư thiên, là chống đỡ một mảnh thiên địa cường giả, có đôi khi cần khống chế tâm tình của mình, cho dù lại bi thương, lại phẫn nộ, tại thống khổ, đều phải bình tĩnh tỉnh táo, không chỉ có hắc ám quỷ dị bên trong thủy tổ giới của nho tổ đệ nhị đang trùng kích phong ấn. Thạch nhân trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần. Không biết có phải hay không bị một cỗ nào đó không biết lực lượng kích thích, cũng xuất hiện dị động, thạch bì trên người bọn họ không ngừng rơi xuống, vết nứt trên da đá càng lúc càng lớn, may mắn lúc Trương Nhược Trần rời khỏi Vô Định Thần Hải, quyết định đem nguy hiểm phân hóa, đem 11 thạch nhân trong đó 6 tôn giao cho thái sư phụ trấn áp. Nếu không, giờ phút này hắn đã áp chế không được, cũng không biết 6 tôn thạch nhân ở Vô Định Thần Hải có xuất hiện dị động hay không. Không có bất kỳ một khắc nào giống như lúc này rõ ràng cảm nhận được vũ trụ tràn ngập nguy cơ. Cảm nhận được hủy thiên diệt địa chi kiếp thật đã tới. Lượng kiếp trước náo động, phá diệt trước dãy rủa, hết thảy an ổn đều đem bị phá hủy. Vô luận tu vi cao bao nhiêu đều có thể tại một khắc sau hôi phi yên diệt. Có tình huống, thanh âm của tu thần thiên thần kéo Trương Nhược Trần từ trong suy nghĩ bi thống trở về hiện thực. Chỉ thấy, một chiếc thần sa màu tím đen dưới sự lôi kéo của hai thần thú như hưu trắng, chạy thẳng về phía thiên nhân thư viện, không phù hợp với bầu không khí trang nghiêm quỷ dị hắc ám trước mắt mà các tu sĩ thiên đình đang chiến đấu. Trên vách xe thần xa, có một dòng chữ thiên, đây là giá xe của thiên sứ dưới điện chủ tử thần điện. Tử thần điện này, không phải tử thần điện kia, chính là tổ chức sát thủ lớn nhất vũ trụ hiện nay. Sau khi được Trương Nhược Trần thu phục, A à Phù Nhã đảm nhiệm điện chủ. Hàn Thu và A Nhạc phân biệt đảm nhiệm thiên địa nhị sứ. Phân trưởng thế lực của thiên đình và địa ngục. Nói cách khác, đây là khung xe của Hàn Thu. Trương Nhược Trần, cho dù xảy ra chuyện gì, người cũng phải bình tĩnh một chút. Nếu không để hắc ám quỷ dị phá phong, để năm thạch nhân xuất thế, tất cả mọi người đều phải chết. Hàn Thu cùng Thanh Túc bình tĩnh ngồi ở hai bên trái phải giá xe. Trong ánh mắt, vừa có không cam lòng đối mặt với điểm cuối cùng của sinh mệnh cũng có thoải mái sau khi nghĩ thông suốt sinh tử định số kiếm tu lớn lên giống thượng thanh như đúc tứ bình bát ổn ngồi ở tận cùng bên trong giá xe nói các ngươi có thể bình tĩnh cùng thản nhiên như thế vượt qua dự đoán của ta khó trách các ngươi có thể được trương nhược trần ủy thác trọng trách nhưng các ngươi có nghĩ tới không tọa trấn tử thần điện cùng thần nữ thập nhị phường vì sao là các ngươi mà bạch khanh nhi vô nguyệt những nữ tử này đều được trương nhược trần an trí ở địa phương an toàn nhất bảo vệ hàn thu nhớ lại từng chút từng chút một cùng trương nhược trần tại vân vũ quận quốc lần đầu gặp nhau đến cùng nhau chạy trốn lúc trương nhược trần truyền nàng kiếm pháp lại đến cùng nhau bái nhập lưỡng nghi tông nhiều năm trôi qua mọi thứ như một giấc mơ từ lúc ban đầu chấp nhất muốn gả cho trương nhược trần làm thái tử phi của thánh minh đến bây giờ nàng đã thấy rõ mình cùng trương nhược trần tranh lệch thậm chí là cùng trì giao. Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi những nữ tử này tranh lệch, hiện giờ Hàn Thu chỉ muốn đi xa hơn một chút trên con đường tu hành. Nếu có thể, có thể lưu lại một chút gì đó trong lòng Trương Nhược Trần. Cũng đã thỏa mãn rồi, yêu một người, vốn là không công bằng, có nhiều thứ cho dù là liều mạng cố gắng tranh thủ. Cũng không chiếm được, nhưng ít nhất cố gắng qua, liều mạng qua, cũng sẽ không hối hận, từ trong hồi ức rút ra. Hàn Thu không sợ không hối tiếc cười nói. Vào lúc này châm ngòi ly gián, cùng thân phận tiền bối không phù hợp đi. Thanh Túc nói, hắn nếu có đại khí phách, cũng sẽ không dùng hai tiểu nữ tử chúng ta đi uy hiếp sư tôn. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi cao, cũng không nhất định đáng giá bội phục. Thượng Thanh bộ dáng kiếm tu, cũng không tức giận, nói, Trương Nhược Trần cầm bổn tọa yêu mến nhất nữ tử đối phó bổn tọa. Chẳng lẽ chính là đại khí phách? dùng các ngươi đối phó hắn. Không đúng sao, đáng tiếc, không thể bắt được Trương Nhược Trần quan tâm nhất nữ tử. Hàn Thu cùng Thanh Túc cũng lộ ra một đạo thần sắc khó có thể tin. Trong lòng hiện ra nghi hoặc giống nhau, Thủy Tổ La Đỗng La cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Thượng Thanh bộ dáng kiếm tu, nói, các ngươi có thể hay không sống, liền xem Trương Nhược Trần lựa chọn. Trên mặt Hàn Thu hiện ra cười lạnh, nếu tiền bối thả ta đi gặp Trương Nhược Trần ta có nắm chắc nói hắn thả la đỗng la. Hơn nữa thả ra chân thân tiền bối bị chân áp ở phía dưới cửu trọng thiên vũ thế giới. Thượng thanh bộ dáng kiếm tu liếc mắt một cái đem nàng nhìn thấu. Nói, ngươi là muốn tự tuyệt đi. Người trẻ tuổi, sinh tử của ngươi sớm đã không thuộc về ngươi. Hiện tại nắm giữ ở trong tay ta. Không đúng, là trương nhược trần trong tay. Nụ cười trên mặt hàn thu dần mất đi. Thượng thanh bộ dáng kiếm tu. Đột nhiên lại sâu kín nói người nếu thật có dũng khí tự sát, ta cũng có thể thành toàn ngươi. dù sao như thế có thể làm cho trương nhược trần cảm nhận được cùng ta là địch tàn khốc. sau này hắn liền hội trưởng trí nhớ ngược lại cũng có một chút giá trị. liền lo lắng người ở trong lòng hắn một chút phân lượng cũng không có. mới lộ ra ta bận rộn vô ích. ánh mắt hàn thu trở nên ảm đạm. thành thúc biết hàn thu hoàn toàn không phải là đối thủ của người trước mắt này nói thời khắc rơi vào tay tiền bối. Ta biết, sinh mệnh của chúng ta đã không còn ý nghĩa. Nhưng, chỉ cần sư tôn có thể kiên định luyện sát la đỗng la. Trần áp hắc ám quỷ dị. Không cho ngươi thực hiện được mưu đồ. Ta cho dù mất đi sinh mệnh, cũng sẽ rất vui vẻ. Hàn thu khôi phục lại. Nói, có thể chết ở trong tay nhân vật như tiền bối. Bản thân đã là một chuyện vinh hạnh. Đồng thời, cũng chứng minh chúng ta ở trong lòng đế trần có giá trị. Không phải sao? Kiếm tu bộ dáng thượng thanh nở nụ cười, nói: "Thú vị, hy vọng trước khi cái chết đến, các ngươi cũng có thể thản nhiên như vậy. Thiên Nhân thư viện đến rồi." Hết chương 3883 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.